Sâu màn hình này. Nha, upload tất cả các cái hình ảnh của mình lên nhé. Đấy, đầu tiên là chúng ta tạo cái trang bìa như vừa rồi Huy chia sẻ hướng dẫn ấy. Đó là mình tạo trang bìa. Đấy, thì mình tạo ra cái text này. Đấy, mình đưa cái text này vào đây này. Đó, mình ghi là những vết đinh còn mãi. Đó. Đấy, chúng ta để đổ bóng. Đấy. Đó. Nếu như mà chữ trắng thì là nền đen, chữ đen thì nền trắng. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh cái offset này, direction này. Đấy, để nó có thể trông nó nét hơn nhé. Màu sắc thì chúng ta cũng thay đổi, có thể đổi những cái màu sắc khác. Đó. Cái nền nếu như mà nó khó quá ấy, thì chúng ta thay đổi cái vị trí, thay đổi vị trí của cái nền thì nó sẽ trông nó sẽ dễ hơn này, nó sẽ mềm hơn này. Đấy, về cái phần cậu bé này. Đấy, thì mình sẽ chọn cái phần nào đấy là cậu bé mà nó tương đối dễ tách nền một chút. Đấy, thì chúng ta sẽ dễ hơn trong cái việc mà đưa vào nhé. Đấy. Rồi. À, chúng ta cũng có thể chọn cái đấy. Ừ, cái này đẹp đấy thầy. Được chưa? À, chọn cái phông khác thì ngay lập tức nó sẽ đẹp hơn ngay. Đấy, chúng ta có thể copy cái này xuống dưới. Đấy, nó là tác giả. Đấy. Mr. Dũng, Mr. Long. Đấy. Cho nhỏ vào, kéo dài nó ra. Đấy, đưa xuống dưới này. Đấy, hoặc đặt ở đây. Đó. Trông nó đã chuyên nghiệp hơn chưa? Ok nó không? khôn hơn à? Nó khôn hơn rồi. Đúng không ạ? Cho chữ lên chữ này ạ, nó bị vướng người. Được chưa? Đấy, mình tinh chỉnh nó một tí cho nó cân đối. Đó. Và cậu bé này là rất nhiều tâm sự. Được chưa? Thậm chí ở chỗ này ấy, là chúng ta có thể thiết kế một vài cái lỗ đinh ở đây. Đấy, đinh thì nó gọi là gì nhỉ? Đinh nào nào vào phần element này, search từ nào này. Đấy. À. nào là ra nào kia, nào là móng tay ạ. Nào. Đinh này. Đấy. Nhấn vào đây này. Nha, chúng ta nhấn vào cái đinh này này. Đó, chúng ta nhấn CO này. Đó, đây này, cái đinh này nó cắm vào đây này. À, những cái đấy. Vì khi mà chúng ta nhấn vào đây ấy, thì nó sẽ có cái magic recommendation đây này, chúng ta nhấn CO này. Đấy, thấy chưa? Nó ra một loạt này. Đấy, đây này. Thấy chưa? Đấy, này này. Đấy, chúng ta cho nó nhỏ vào này. Cho em đây. Đấy. Thấy chưa? Hoặc là cho em đây. Đấy. Copy cái nữa cho vào đây. Copy cái nữa cho vào đây. Copy cái nữa cho vào đây. Copy cái nữa cho chúng đây. À, copy nữa cho đây. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đinh chi chít.
đúng không? Trông nó cũng kinh. Đó, ví dụ thế. Thì tất cả những cái này ấy, thì chúng ta sẽ cho nó hơi mờ đi một tí. Đấy. Hoặc là nó sẽ nó mờ đi một tí thì cái màu nó sẽ mix với cái màu này hơn. Đó, nó sẽ mix với cái màu này hơn. Đó, cho nó sát vào đây. À, thậm chí là chúng ta có thể là đấy, trông cũng kinh đấy, đúng để không? cho cả bên kia nữa cho nó cân. Cho cả bên này nữa. Vâng, Thế cho thì nó nhiều, đẹp. thế thì nhiều quá. Thì nhiều nó mới còn mãi được chứ ít nó không còn. Ngày đầu tiên nó 30 mấy tháng cơ mà. Cái này nó ở xa cho nên nó sẽ nhỏ hơn một tí, cho nó thu nhỏ vào, đúng không? Đẹp. Đấy. Cái chỗ này là đáng ra mình cho nó phải cho to ra một tí. Thôi được rồi, tương đối như vậy. Đấy, thế kiểu kiểu như vậy. Rồi. Rồi, xong đến cái trang số 2. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy, đó là chúng ta gì ạ? Cho cái nền vào này. Đấy. À, để mà đưa nó về nền ấy, chúng ta nhấn chuột phải này, set image as background này. Đấy, thì nó tự động nó phun ra luôn, đã không cần phải kéo nữa nhá. Đó, sau đó là chúng ta có một cậu bé đang buồn, cậu bé này đang vui. Đấy. Đó, thì để mà câu chuyện nó bắt đầu ấy thì chúng ta phải có một cái lời dẫn đã. Chúng ta phải có cái lời dẫn đã. Ví dụ như là cậu bé này đứng ở đây. Đó. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu nó không phải như là cái thằng ChatGPT. Thằng ChatGPT nó đưa ra kịch bản này. Đấy, cậu bé này tự nói này, hôm nay tôi sẽ kiềm chế cơn giận của mình này. Nhưng mà cái câu chuyện gốc của nó ấy, đầu tiên ấy, là tại sao, giải thích lý do tại sao mà cậu bé đã đấy này, đấy, nổi nổi nóng này, đúng chưa? Thì ở đây ấy, là chúng ta sẽ đưa cái tên nhân vật vào, chúng ta sẽ đưa nhân vật nó một tên gì đó, tên là Jack chẳng hạn, đấy. Thì chúng ta sẽ mà có một cái lời dẫn, đấy là Jack rất hay nổi nóng. Đó. Một hôm, đó, cha đến và nói với Jack: "Jack à, con hãy đây, Jack à, mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên hàng rào gỗ." Đấy, đúng chưa? Thì đấy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu cái bối cảnh ở đây đó là gì ạ? Chúng ta cũng không cần phải giới thiệu bối cảnh nếu như mà chúng ta đã có cái bối cảnh ở đây sẵn rồi, chúng ta không cần phải giới thiệu bối cảnh nữa trong cái câu chuyện ngắn này. Đấy, thì chúng ta chỉ giới thiệu cậu bé thôi, tức là giới thiệu cái nhân vật thôi. Đấy, và để làm điều đó thì chúng ta có ba cái phần, đó là cái bubble speed, chúng ta search cái bubble speed này. Đó, trong cái bubble speed này thì nó sẽ có mấy cái thứ nhất đấy là cái lời thoại. Thế lời thoại thì nó sẽ là cái đoạn này, đấy, cậu bé là nói này, đấy, đây là cậu bé nghĩ này, nghĩ thì nó sẽ có cái chấm 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 này, đấy. Còn cái lời dẫn thì nó lại không có cái ngoắc mà cũng không có cái bong bóng, đấy, đấy là ba cái loại khác nhau.
Đấy, ngoài ra thì mình có thể đưa vào những cái như thế này đấy, hoặc như này đấy, để mình thể hiện những cái đoạn mà văn bản mà nó hơi căng thẳng hơn một chút đấy, thì chúng ta sẽ có thể có những cái phần nó hơi khác đấy ạ. Và có một cái lưu ý ở đây, đó là chúng ta cần phải thống nhất thứ nhất đấy là về nhân vật rồi, về background rồi. Tuy nhiên cái thống nhất thứ hai nữa là thống nhất về phông chữ, thống nhất thứ ba nữa là cái màu sắc thể hiện, ví dụ như là cái phông chữ, cái màu chữ và cái nền 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 của cái này. Chúng ta có thể nền trắng, nền vàng, nền xanh gì cũng được, nhưng mà chúng ta nên thống nhất, thì bình thường là chúng ta nên thống nhất là cái nền nền trắng. Đúng vậy? Đó thì chúng ta đưa cái phần gọi là lời dẫn vào đây. Lời dẫn thì nó không có cái ngoặc, không có cái ngoặc đó ạ, nó chỉ là cái ô vuông thôi, nó có thể hình chữ nhật, có thể là ô vuông đó, nhưng mà nó sẽ là cái lời lời dẫn đấy ạ. Đấy. Đấy, thì ở đây thì chúng ta không cần phải giới thiệu bối cảnh quá nhiều, chúng ta đưa vào giới thiệu nhân vật luôn đó, thì chúng ta sẽ đưa vào đây đấy, chúng ta sẽ nói là gì ạ, Jack. Jack là một cậu bé. Với truyện tranh nhá, thì chúng ta có hoàn toàn có thể là gì ạ, có thể viết chữ hoa từ đầu đến cuối nhá. Jack là một cậu bé. Hay lấy tên tiếng Việt có thể tí hay tèo hay là gì đó. Ừ, thế cũng được, tùy mình sẽ long đi hay là gì? Long đi, long đi. Long ví dụ thôi, Dạ không vâng, dạ không vâng. quan trọng nha. Đấy. Cái phông chữ thì mình chỉ cần bé thôi, mình không cần phải quá to nhé, bởi vì là cái truyện tranh ấy là thông thường là mọi người đều đọc được cái chữ rất là tốt. Long là một cậu bé rất nóng tính, rất nóng tính. Cậu thường xuyên nổi nóng với mọi người. Đấy. Thì với cái phần dẫn này ấy, thì mình phải thể hiện một cậu bé mà đang đang rất là giận dữ. Thì mình có cái hình ảnh cậu bé giận dữ không? Đây, ví dụ như hình ảnh này. Đúng không? Mình nhấn flip này. Đó. Cái hình ảnh này nó không được nét lắm thì đấy. Rồi. Sau đó thì chúng ta chọn một cái lời một cái lời dẫn. Đây, ví dụ như này. Đấy, chúng ta copy cái này vào. Đấy. Bực quá đi, điên cái đầu, điên hết cả đầu mà. Đấy, tức là mình một cái câu câu cảm thán là cậu ấy đang rất là bực tức. Đấy, đấy là thể hiện cái sự là gì ạ. Đấy, điên hết cả đầu mà, đi hết đi, chết hết đi. Looking. Tôi không đó. Đó, kiểu kiểu vậy, thể hiện cậu đang bực mình một cái gì đó. Đó. Rồi, có một cái background nào đấy khác không? Có thêm background chưa?
Có thêm background khác chưa? Dạ chưa, dạ chưa. À, có prompt background không? Có cái Để prompt có, prompt để gửi về cho. gửi cho prompt background cho đây. À, đây là vẽ theo phong cách barefoot Zen đúng không? Ok. Rồi, gửi cái style background vào đây. Rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái background khác. Rồi, sau đó là chúng ta cho cái ông bố vào. Ông bố đang đi đến. Nó không đúng lắm. Ông bố đang thủ thế với nhau này. Nó chưa hợp lý lắm nhé. Nên chọn cái ông bố khác cho trông nó điềm đạm hơn. Ông này trông như Lý Tiểu Long. Nó chuẩn bị đánh nhau chứ. Đấy, thì mình có thể là chọn cái ông bố mà mình cho cái độ tuổi nó lớn hơn một tí. Ông này trông 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 trẻ quá. Nó nhìn trông nó hơi lực lưỡng. Rồi, bây giờ mình thử nha. Rồi. Rồi, cái background này. Mình tải cái background lên này. Mình tải cái background của mình lên nha. Mình lấy cái này làm nền. Đó. Tất cả background của mình ấy, nó đều xoay quanh cái này hết. Dạ. Đó. Chỗ này thì background này thì mình không ghi là no background nữa nha. Đấy. Dạ. Mình dùng cái ảnh này làm mẫu, sau đó mình tạo ra cái background khác. Dạ. Và thêm cái nữa là chúng ta có thể là sử dụng cái khung hình là 3:1. Ừ. Để tạo ra những cái góc nhìn nó khác nhau. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể tạo ra cái ngôi nhà. Đấy. Ngôi nhà với cái phong cách như này. Đấy. Chúng ta tạo ra cái ngôi nhà. Đúng. Đây. A cozy house. Đấy. Outside. Đấy, a cozy house. Đấy. Dạ. Rồi. Và mình là inside. Inside. Inside cozy house. Đấy, hàng rào này thì nó không giống cái hàng rào kia lắm nhưng mà cái style thì nó vẫn vẫn như vậy. Hàng rào này nó hơi khác một tí này. Đây cái hàng rào này nó khá là khít này thì nó sẽ giống hơn này. Thì mình chọn cái U2 này nhé. Mình chọn cái U2 nhé để nó mình ra được cái hàng rào đấy nhé. Rồi, outside the cozy house này. Tức là một cái góc khác của cái ngôi nhà. Đúng không ạ? Rồi, xếp cái này xuống này. Đúng. Xếp thằng này xuống này. Rồi. Đấy, chúng ta thấy không ạ? À, cái hàng rào nào mà chúng ta thấy được không ạ? Đây, cái hàng rào này thấy nó khá là khít này. Thấy chưa ạ? Đấy, chúng ta có thể chọn cái U3 này. Đấy, U2 này. Đấy, U1 này, nó đều được cả. Còn cái này thì nó hơi thưa thì nó không không được. Đấy, như vậy là ba cái ngôi nhà này về cơ bản nó cũng giống nhau. Nó xem xem nhau thì mình có thể chọn được cả ba. Đấy, ở bên trong. Đấy, thì bên trong mà chúng ta có thể là mô tả câu chuyện mà cậu bé nói chuyện với bố. Đấy, thì chúng ta có thể lấy cái phòng là gì ạ? U4 này. Phòng U3 này. Đấy.
Ừ. Như vậy là chúng ta đã có đủ những cái background rất là nhanh đúng không ạ? Rồi, chúng ta download về nhé. Download về. Download về. Rồi. Rồi, sau đó thì chúng ta đưa upload lên đây. Upload lên. Upload lên. Ừ. Mình vẽ thêm mấy cái hình ông bố đi nhá. Là mình ở trong nhà nhá. Rồi, ông bố này mình cho là gì ạ? Đấy nhá. Đấy. Ok không? Ừ. Rồi, cho cậu bé vào đây. Đấy. Sửa này. Đừng dùng. À, chị thu nhỏ nó vào này. Ok. Thì cậu bé này đứng trước cho nên là có thể là sẽ trông nó to hơn một tí. Dạ. Yeah. Nó lại ra đây à? Như vậy. Vừa mới xóa. Như vậy nếu ai làm Photoshop có thể làm Photoshop không được thầy ha. Ừ, nếu mà dùng Photoshop cũng được, dùng Photoshop thì nó sẽ nhanh hơn. Ở đây mình dùng Canva là dành cho những người gọi là amateur thôi, tức là mình không phải là chuyên gia, không phải ai cũng dùng được ở Photoshop, không phải ai cũng biết dùng Photoshop. Đó, thì dùng những cái công cụ đơn giản dễ. Đấy, thì ở đây bắt đầu lời thoại. Đấy. Lời thoại. Đấy, thì bây giờ lời thoại của ông bố. Đấy. Đấy, ông bố sẽ có lời thoại. Sẽ ghi là sẽ copy cái đoạn này chụp đây. Đấy. Đấy. Long à. Cái gì đấy? Cái câu chuyện của chúng ta là gì? Nè. Đấy. Mỗi khi con nổi nóng, con hãy cầm túi đinh này và đóng vào hàng rào phía sau nhà.
Nếu mỗi khi con nổi nóng với ai đó, đấy, hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. Đấy, mỗi khi con nổi nóng với ai đó, đấy, nổi nóng với ai đó, hãy chạy ra sau nhà, đấy, và đóng một chiếc đinh lên hàng rào gỗ, lên hàng rào gỗ. Đấy. Đấy, thì chỗ này thì chúng ta có thể đưa thêm cái lời dẫn vào đây. À, chúng ta lưu ý một cái phần này này, đó là khi mà chúng ta làm truyện tranh ấy thì chúng ta phải lưu ý đó là nó có một cái nguyên tắc là tất cả những cái đoạn text này này thì cái thằng nào ở bên trên được đọc trước, bên trái được đọc trước, bên trên đọc trước, bên dưới đọc sau, bên trái đọc trước, bên phải đọc sau. Cho nên là chúng ta muốn thính giả, khán giả của chúng ta đọc cái đoạn nào trước thì chúng ta đưa nó lên trên hoặc là đưa sang trái. Đấy, thì ở đây là dạng là một hôm bố gọi Long đến và bảo Đấy, thì cái chỗ này thì mình sẽ lấy cái copy cái câu lệnh này. Đấy, sang bên đây. Đấy, lúc này thì cậu ấy không bực cho nên là cậu chỉ nói là vâng ạ. Đấy, vâng ạ. Nhưng mà nếu mà Huy làm ấy thì Huy sẽ có một cái sự phản kháng, bởi vì cái tính cách cậu bé này ấy, là cậu bé rất là nóng tính. Đấy, thì cậu sẽ hỏi là gì ạ? À, tại sao ạ? Tại sao con phải làm vậy? Làm như vậy. Như vậy ạ. Đấy, thì nó thể hiện được cái tính cách của cậu ấy và cái sự đấu tranh. Cái sự đấu tranh này, cái sự đối thoại này nó chính là cái cuộc chiến này. Được chưa? Mà cậu ấy không phải dễ dàng cậu ấy làm theo, bởi vì cậu này là cậu bé nóng tính thì cậu không thể nào ngoan ngoãn là nói phát là vâng ạ ngay được, thì nó không thể hiện được cái tính cách, cái cá tính của cậu ấy. Đấy, nhìn cậu ấy chống chống lạnh này, nói chuyện với bố này. Đấy, sau đó là gì ạ? Là rất là nóng tính mà rất là gì ạ? Là khó bảo. Đấy. Đấy, tại sao con phải làm như vậy ạ? Đấy, thì nó có một cái thể hiện cái tính cách của cái nhân vật thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Đấy, bởi vì ở đây chúng ta là câu chuyện tranh, nó không phải là cái chuyện chữ, sau đó là chúng ta chỉ đơn giản là kể lại chuyện chữ. Đấy, như vậy là chúng ta phải thêm những cái lời thoại vào thì nghe nó sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Đấy, đúng không? Đó, đấy, nguyên tắc của nó là trên thống nhất về mặt phông chữ. Phông chữ thì mình viết chữ hoa và cuối câu thì có thể là không cần dấu chấm nhé. Thêm nữa là cái nền, chúng ta nên chọn nền màu trắng. Đấy. Nhá. Đấy, ví dụ thằng này nó là 17. Đấy, thì nó cái phông chữ nó đều nhau. Đấy, như vậy là xong, chúng ta xong cái trang thứ hai. Đấy, sau đó thì ông bố bắt đầu giải thích. Đấy, ông bố giải thích thì cái nền của nó thì vẫn là cái nền này, bởi vì nó vẫn là cái phân cảnh này thôi. Nó chỉ khác nhau là cái thôi, thì vẫn là cái nền này. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhấn chuột phải như set image background này. Nhưng mà bây giờ ấy, là chúng ta sẽ làm cái cận cảnh. Đấy, chúng ta zoom mạnh nó ra. Đấy, thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta thấy là cái nền nó được thay đổi không ạ? Nó có sự thay đổi. Nó vẫn là cái nền đấy nhưng có sự thay đổi. Và ông bố này anh vậy. Đấy, chúng ta có thể copy bên này đỡ phải ấy lại nhé. Copy bên này chuyển sang này. Đó, sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta lấy cận cảnh cái khuôn mặt của ông bố thôi. Đấy. Được chưa? Đấy. Tôi lấy cận cảnh khuôn mặt của ông bố thôi. Đấy, thì ông bố cũng sẽ giải thích.
Ông bố thì dùng cái tròn tròn này, con trai thì cái giọng của thằng con trai nó sẽ vuông vuông như này. Đấy, thì ông bố cũng sẽ giải thích. Đấy. Làm như vậy con sẽ giải tỏa được cơn nóng giận của mình. Đấy. Con cứ thử làm theo lời bố đi. Đấy. Thì lúc này ông ấy chỉ nói là gì ạ? À, làm như vậy ấy, là con sẽ giải tỏa được cái cơn nóng giận của mình. Đó là ông ấy chỉ đơn giản là giúp nó để nó giải tỏa cơn nóng giận thôi, giống như là bực quá gì thì đấm vào gối chẳng hạn đấy. Đấy, kiểu kiểu như vậy thì con cứ thử làm theo lời bố đi. Đó. Như vậy là gì ạ? Là con có thể nói là vâng ạ. Đến đoạn này thì nó bắt đầu nó hiểu rồi, bắt đầu nói vâng ạ. Thì vâng ạ ở đây ấy, thì chúng ta có thể là không cần thể hiện mặt nó vào đây. Đấy, chỉ cần là gì ạ? Chỉ cần cái ấy đây là mọi người sẽ biết. Đấy, vâng ạ. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng thể cho một cái đoạn vào đây, hoặc là chúng ta cho thêm cậu bé vào đây cũng được. Đấy chưa ạ? Chúng ta cho thêm cậu bé vào đây. Đấy, chúng ta cũng phóng to lên. Đấy. Đấy. Được chưa ạ? Đấy. Thì như vậy là chúng ta thế này này. Vẫn là hai cái nhân vật này thôi. Nhưng mà chúng ta có gì ạ? Có trung cảnh là toàn thân. Đấy, và cận cảnh thì làm sao ạ? Nó sát mặt. Đó. Và để nó đẹp ấy thì tất cả những cái hình ảnh này nhá. Đó, chúng ta để mà đẹp chúng ta làm thêm một bước nữa. Đó là chúng ta upscale nó lên. Upscale nó lên trước khi chúng ta đưa vào. Được chưa? Upscale lên trước khi chúng ta đưa vào. Thì khi mà chúng ta phóng to lên ấy, nó không bị vỡ, nó không bị nhòe. Ok không ạ? Mà Huy sẽ hướng dẫn là cái phần upscale nha. Mình nhấn vào phần upscale.media hoặc là mình lên Google. Đấy, mình lên Google, mình search từ upscale. Đấy. Mình search từ upscale thì có rất nhiều các cái trang nó cho mình upscale miễn phí. Đúng không ạ? Đấy, mà mỗi một lần mình upscale thì được mấy cái thôi. Đấy, được mấy cái ảnh thôi. Đấy, bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta đưa vào đây. Đấy, chúng ta upscale cậu bé lên. Upscale cậu bé lên. Đấy. Đấy, cái thằng bên này thì chúng ta lại upscale cái cậu bé này lên. Đấy, thằng bên này. À, cái thằng này không phải. Đó. Start này. Đó. Đây, mình nhấn download này. Nhấn download này. Đấy, download về này. Cậu bé này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem là cái đoạn này nhé. Chúng ta kiểm tra xem cậu bé này nhé. Với cậu bé này, với cậu bé này nha. À, cậu bé này này có 54k thôi. Như vậy là sao ạ? Là nó quá là bé luôn. 54k luôn và có 1.000 nhân với 1.000 là quá bé luôn. Đấy, trong khi nên cậu bé này bao nhiêu là 2.000 nhân 2.000 là 321k. Đấy. Thì nó đã nét hơn rồi. Nhá. Đấy, bây giờ chúng ta thử zoom vào một tí thôi. Chúng ta đã nhìn thấy là có sự khác biệt rồi đúng không ạ? Đấy. Này. Đấy, chúng ta đã nhìn thấy sự khác biệt của cái việc mà upscale rồi đúng không ạ? Đấy. Thì thông thường là chúng ta sẽ phải upscale lên nó cao hơn. Ví dụ ở đây nhé. Đây.
có những cái phần mềm upscale khác nữa ở đây. Rồi. Đấy, chúng ta có thể test nhiều loại upscale khác nhau. Ừ. Rồi, cái này không phải. Đây, chọn này. Đó, sau đó là chúng ta chọn về ông bố này. Đấy. Đấy, chúng ta chọn X4 này. Đó. Rồi. Đã chạy lâu thế. Rồi. Có một cái thằng upscale nữa mà Huy đã lưu nó vào đây. 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 Đấy. Đây, chúng ta chọn một cái nhân vật này. Ví dụ ông bố này. Đấy, chúng ta có là X4 đi. Nhấn Submit này. Đó, thì là một lúc sau nó sẽ ra cho chúng ta. Mấy thằng này chạy lâu vãi chưởng. Đấy, thằng này xong rồi này. Đấy, nét căng luôn, lưu vào này. Đấy, chọn chữ ông bố này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử này. Đấy. Đấy, ông bố này nhá. Đấy, với cái ông bố này nhá. Rồi. Giờ sẽ zoom vào này. Zoom vào khuôn mặt này. Được chưa? Zoom vào này. Nào. Chúng ta đã nhìn thấy sự khác biệt chưa ạ? Đấy. Nhìn thấy sự khác biệt của cái việc upscale chưa ạ? Đấy, và khi mà làm cái việc này ấy, thì chúng ta đưa cái hình ảnh nó vào trong câu chuyện chúng ta ấy. Khi mà chúng ta đưa zoom ra nó không bị vỡ. Đấy, thì đây là cách mà chúng ta phải phải làm trước khi mà chúng ta đấy. Rồi. Nha, tương tự như vậy thì chúng ta có thể làm với thằng khác. Đấy, thì với cái trường hợp này là chúng ta up nốt lên cái nhân vật ông bố mới này. Rồi. Upload lên cái nhân vật cậu bé này. Cậu bé là X2 này. Ông này vẫn đang chạy. Đây. Đấy, thằng này là X2 thì vẫn chưa ăn thua nhá, thằng này phải cho lên X4. Đó, cho nó chạy tiếp. Rồi. Với ông bố này nhá. Thì khi mà chúng ta đưa vào đây này. Chúng ta zoom, chúng ta edit này. Đấy. Xóa background này. Đấy, sau đó là chúng ta zoom nó lên này. Đấy, chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt. Rồi. Chúng ta nhìn đi ạ. À. Rồi. Đây nhá. Rồi, đợi tí thằng này nó download này. Cái nhân vật này đang load, nó chưa load xong. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà chúng ta upscale lên ấy, thì cái nhân vật nó nét hơn rất là nhiều, nó không bị dại như cái thằng này. Thằng này nó nét hơn rất là nhiều. Đây con nhìn nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy hai nhân vật không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Nhá. Ừ. Rồi. Đó. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể copy chuyển sang bên này.
để mà tạo ra cái nhân vật ở bên này nó cũng nét hơn. Xóa nó này đi. Đấy. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ làm như vậy nhé. Bên ra ngoài bảo vệ. Đấy, thằng này vẫn đang chạy chưa xong này. Đấy, cho nên là anh chị em là dùng cái phần này nhé. Dùng cái thằng này nhé. Mình sẽ copy cái phần này gửi cho anh chị em nhé. Đúng. Rồi, đây là một cái yếu tố chúng ta cần này, được chưa ạ? Sau đó thì tiếp tục là cái câu chuyện là chúng ta sẽ theo cái diễn tuyến câu chuyện, và tiếp theo là sẽ đến cái cảnh mà cậu bé này sẽ đóng cái đinh trên hàng rào. Đấy, thì chúng ta cũng nhấn vào cái này này, chúng ta set image background. Đấy, thì chúng ta thấy nó to lên này, đúng không ạ? Và chúng ta di chuyển cái background này, chúng ta sẽ tạo ra cái background mới, nhưng mà nó vẫn ạ, nó vẫn cùng một cái phong cách và cùng một cái khung cảnh đó, đúng không ạ? Rồi bây giờ cậu bé đóng cái đinh thì mình phải có cái động tác cậu bé đang đang cầm cái búa này, đang đóng đinh này, được chưa ạ? Thế thì mình phải làm cái động tác đấy, ví dụ như cái động tác này đấy. Thì tốt nhất là mình nên vẽ thêm cái hình ảnh cậu bé đang cầm búa đóng đinh đấy, và cái khuôn mặt đấy, cái khuôn mặt cậu bé nó phải hơi hơi dữ dằn một tí, hơi nóng một tí đấy, hơi nóng một tí. Thì ở đây mình có thể chọn cái búa này, hammer này đấy. Hammer đấy, chọn cái búa này đấy. Ví dụ như là cái búa nào mà nó cùng với cái style của cái hoạt hình này, được chưa? Đấy, chúng ta có thể là xoay nó sang một tí đấy, chuyển nó vào tay bên này của bé đấy, được không ạ? Đấy, nó kiểu kiểu như thế đấy. Sau đó là chúng ta nhấn là gì ạ? Sau đó chúng ta sẽ nhấn là Edit Image. À, với những cái hình ảnh dạng búa như này ấy, thì nó sẽ không cho phép mình xóa nền hay là chỉnh sửa. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, chúng ta sẽ cho cậu bé này lên trên. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ edit cái bàn tay của cậu bé. Chúng ta sẽ xóa bớt đi cái đoạn này. Đấy. Rồi. Chúng ta thấy nó có cái cảm giác giống như là cậu bé đang cầm búa nhá. Đấy, chúng ta sẽ xóa bớt đi cái phần này. Đấy, thấy không ạ? Đấy, bây giờ mình phóng to lên cho mọi người nhìn nhé. Đấy, có cảm giác như cậu này cậu đang cầm cái búa mà, đúng không ạ? Đấy, nào 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 nào, đi ra, đừng có chui vào đây, bố cho phép chui vào đây, chưa mà chui vào đây. Không, không chui. Đấy, cái này chúng ta sẽ hơi xoay lên một tí đó. Đó. Đấy, cái búa này chúng ta sẽ cho to ra một tí, thấy chưa? Đấy, thấy tay cầm cái búa nhá. Đấy, rồi cái đinh nữa, cái đinh này mèo rồi.
đinh này, cầm cái đinh này, đấy. Đấy, cầm cái đinh này hoặc là đinh này. Xoay làm sao cho nó hợp lý này, xoay làm sao cho nó hợp lý này. Đấy. Đấy, cậu sẽ cầm cái đinh bằng hai cái ngón tay thôi, zoom nó ra này. Đấy, cậu cầm cái đinh bằng hai ngón tay thôi. Đấy. Đấy. Đấy, và để cái đinh này nó hòa quyện màu ấy thì chúng ta có thể cho nó mờ đi một tí, hoặc là chúng ta nhấn edit. Đấy, chúng ta nhấn là color mix này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ mix cái đinh này nó lấy một tí thì nó sẽ cùng màu với cả màu cậu bé này, đúng không ạ? Đấy. Đó. Thì với cái đinh này ấy, nó sẽ che đi cái ngón tay này. Nó sẽ che đi cái ngón tay này cậu bé này. Đấy, cái ngón tay cậu bé này nó ở bên trên, ngón tay này ở bên dưới. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ phải làm sao để cho cái ngón tay này cậu bé nó ở bên trên, nhưng cái ngón tay bên cái này nó ở bên dưới. Thì chúng ta làm như sau. Đấy, chúng ta copy một cậu bé nữa vào đây. Đấy. Được chưa ạ? Rồi. Sau đó là chúng ta edit photo này, đưa vào đây này. Đó, sau đó là chúng ta phóng to ra. Và cái ngón tay này là ở bên trên. Ừ, thì chúng ta sẽ xóa cái ngón tay này đi. Ừ, xóa cái đoạn này đi. Đó. Đó, chúng ta thấy không ạ? Rồi. Đấy, chúng ta tiếp tục edit photo. Đấy. Chúng ta xóa cái đoạn bên dưới này đi. Đấy, thấy cậu bé cầm cái đinh chưa ạ? Anh em nhìn thấy cậu bé cầm cái đinh chưa? Đây là cái mẹo nhé, cái cậu bé này là Huy chưa có upscale nhé, cho nên là nó hơi mờ nhé. Upscale lên nó sẽ nét hơn, nhưng mà mình nhìn thấy nó khớp chưa ạ? Anh chị em nhìn thấy nó khớp chưa ạ? Nhìn về về tổng thể là nó khớp chưa ạ? Đấy. Yeah, ví dụ như là cái búa này mình cũng phải cho nó color mix đi một tí này. Đấy, nó sẽ phải mix đi một tí. Đó. Thì nó sẽ cùng cái màu cùng với cái màu của cái thằng này hơn này. Nó chỉnh sửa cái màu đi một tí cho nó khớp. Cái này nó không có cái phần chỉnh màu. À, không sao. Ừ. Rồi, nó lại lên sáng quá rồi. Mình bắt lại đi. Bắt, bắt, bắt. Bắt. Đấy. Ok, nói chung là cũng được. Anh chị em thấy sao ạ? Hello. Đấy, cái cách đấy để là mình chỉnh sửa cái ảnh. À, Huy hướng dẫn thôi. Đi hướng dẫn là chị em, bởi vì có những cái thứ mà chúng ta không thể nào vẽ với Midjourney được thì chúng ta phải chỉnh sửa thêm vào đây, và đấy là cái cách để chúng ta chỉnh sửa, để chúng ta thêm vào đây những cái chi tiết như vậy, đúng không ạ? Ở bên này ấy, thì chúng ta cũng có thể là đưa thêm một vài cái hình ảnh vào đây. Đấy, đưa thêm một cái vài cái hình ảnh vào đây. Đó. Đấy. Đấy. Đấy, chúng ta thấy sao ạ? Đấy, và hai cái này ấy, mà để mà nó phù hợp với cái màu ấy thì chúng ta cũng phải sửa cái màu cái đinh này đi một tí. Đấy, chúng ta cho nó transparent đi một tí thì nó tự nhiên nó sẽ cùng với cái màu của cái
của cái gỗ, nó sẽ bị ám cái màu cái gỗ, cho nên nó sẽ không bị dại, đúng không ạ? Đó đấy, tinh chỉnh nó là như vậy, ok không? Đấy rồi, thì cái đoạn này ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cây đinh đấy. Đấy, thì mình ở đây ấy, mình sẽ đưa vào cái lời thoại. Mình sẽ đưa vào cái lời thoại. Đấy. Đưa vào cái lời thoại. Ở đây như này. Đó. Phù. Đấy. Ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên mà mình đã đóng đến 37 cây đinh rồi. Đấy, thì thay vì mình nói là gì ạ? Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng đến 37 cây đinh. Đấy, thì ở đây ấy, thì mình đưa vào đây cái lời thoại. Đó là gì ạ? Đấy, là ngày đầu tiên mình đã đóng đến 37 cây đinh rồi. Đó, như vậy là người ta hiểu rằng đây là ngày đầu tiên mà cậu đã đóng 37 cây đinh. Ừ. Đấy, sau đó mình có thể là gì ạ? Đưa thêm cái suy nghĩ của cậu bé này. Đó, suy nghĩ cậu bé này. Thì chúng ta có thể là gì ạ? Duplicate cái hình ảnh này lên, được chưa ạ? Đấy, sau đó thì chúng ta thay vào một cái hình ảnh khác. Cậu bé đang suy nghĩ. Cậu bé đang đứng suy nghĩ. Đấy. Bây giờ sau khi mà đóng đinh xong thì cậu đứng ngộ cậu đứng suy nghĩ. Đấy, cậu sẽ đứng ở suy nghĩ. Cái đoạn này là có chưa? Đây, copy cái cậu bé này vào. Đấy nha. Đấy, đến đoạn này ấy, thì mình sẽ là cậu bé cậu đang suy nghĩ. Đấy. Đúng là việc đóng đinh này. Đinh này đã giúp mình bớt mà bớt nóng giận hơn. Đấy. Đấy. Thế là mình thêm một cái trang nữa. Đấy, thì chỗ này ấy, là mình có thể sử dụng cái gì ạ? Cái bong bóng chữ. Đấy. Sử dụng cái bong bóng chữ. Đấy, Bubble Speed này. Đấy. Sử dụng cái bong bóng chữ là gì ạ? Là cái suy nghĩ. Được chưa ạ? Là cái suy nghĩ của cậu ấy. Đó. Chúng ta có thể CEO này. Đấy, chúng ta có thể xem những cái bong bóng chữ khác. Đó. Chúng ta có thể chọn cái này cũng được nhé. Rồi, đưa cái chữ này lên trên là được. Ping forward. Đi. Ping to front. Đó. Đó. Được chưa? Đây là cậu suy nghĩ thôi. Đúng là việc đóng đinh này đã giúp mình bớt nóng giận hơn thật. Đó. Sau đó là đến các ngày tiếp theo thì cái số lượng đinh là giảm xuống. Được chưa? Thế thì ở đây ấy, là chúng ta làm như sau này. Mình sẽ hướng dẫn này. Đó là thứ nhất là chúng ta làm một cái gọi là hình bìa. Trên hình bìa đó thì có tên cuốn truyện viết thật to, rõ ràng và tên tác giả cộng với cái hình đặc trưng của cái cuốn truyện đó. Được chưa? Rồi. Sau khi là hình bìa rồi thì bắt đầu chúng ta làm trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Được chưa? Đấy. Rồi sau đó nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục cái mạch truyện và chúng ta viết thêm những cái trang khác.
Và lưu ý một cái điều này này, đó là cái kịch bản chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh. Không, bố đang bận. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái kịch bản trong cái quá trình mà chúng ta làm để làm sao để cho nó liền mạch và nó trơn tru. Đấy, đóng cửa cho bố chị ba. Đấy, khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ đóng vai trò mình là cái người người đọc ấy, thì làm sao để cho người đọc hiểu được mà nó vẫn là truyện tranh, nó vẫn là những cái câu chuyện và vẫn những cái lời thoại, chứ không phải chỉ đơn giản là cái chuyện chữ và hình minh họa. Được chưa ạ? Thay vì mình nói là gì ạ? Là ngày đầu tiên cậu bé đã đóng được 37 chiếc đinh, thì ở đây mình đưa với lời thoại vào: Phù, ngày đầu tiên mình đã đóng được 37 chiếc đinh rồi. Đó, thì với nhìn cái lời thoại này thì tự nhiên là gì ạ? Là mọi người sẽ hiểu được cái ý nghĩa của mình. Được chưa ạ? Rồi, mình làm đến đây thôi nhá. Sau đó lại để cho anh chị em tiếp tục thực hành. Được không ạ? Anh chị em đã ok chưa? Đấy, có mấy cái lưu ý này. Thứ nhất, đấy là cái thứ tự. Là trên thì sẽ đọc trước, dưới đọc sau, trái đọc trước, phải đọc sau. Được chưa ạ? Cái thứ hai nữa, đó là cái việc nhất quán. Nhất quán trong cái phông chữ, màu chữ. Đấy. Và cái màu tổng thể của cái cuốn truyện. Đấy. Tại sao khi chúng ta ghép các nhân vật vào ấy, chúng ta phải điều chỉnh cái màu của nhân vật để cho nó khớp với cả cái nền. Đấy, ví dụ như cái màu nền với cái màu nhân vật mà nó lệch nhau quá ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh cái màu nhân vật nó khớp với màu nền nhá. Rồi, điều chỉnh màu của các cái vật mà mình đưa thêm vào thì chúng ta phải điều chỉnh màu cho nó khớp với cả cái màu nền. Đó. Đấy là cái việc mà thống nhất mà xuyên suốt. Đấy nhá. Rồi, điều chỉnh màu giữa các cái nhân vật, ví dụ nhân vật này với nhân vật này với nhân vật này thì nó cũng phải khớp. Được chưa ạ? Nhá. Đấy. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cần upscale lên với những cái hình ảnh mà chúng ta download về mà nó không được nét ấy, độ nét nó không tốt ấy, thì chúng ta phải upscale lên. Mà hình như Huy đoán là hình như là mình là chưa upscale lên mà mình đã download về. Bởi vì những cái download của Huy ấy, thì cái nào nó cũng đều to cả. Ít cái nào nó bé như thế này của cái của bạn á. Ví dụ như là hình này nhé. Cái hình này của Huy download về nó đã là 448k rồi. Đấy chưa ạ? Download về nó là 448k rồi. Trong khi những cái hình ảnh của đây nhé. Cái hình nền của Huy á. Cái hình nền của Huy là 1,42 MB. Đấy. Trong khi cái hình nền này của bạn ấy chỉ có bao nhiêu ạ? 200k. Thì cái này có thể này. Có thể là khi mà mình chuyển qua Zalo thì nó đã thay đổi. Thì bạn thử xem là ở trong cái máy của mình ấy, thì cái chất lượng hình ảnh nó có cao hơn hay không nhá. Nếu như mà chất lượng hình ảnh trong máy mình nó cao hơn thì là ok. Đó, chuyển qua Zalo thì nó bị bóp đi cái hình ảnh, bóp đi cái size, đúng không ạ? Và khi mà mình chuyển lên Zalo, mình không để chế độ là HD ấy, thì nó sẽ cho nhỏ lại, đúng không ạ? Thì nó sẽ không được nét. Đó. Đó, thì lưu ý cái đoạn đấy thôi nhá. Rồi, ok, bây giờ nhường anh chị em tiếp tục. Rồi, có ai học không? Nếu mà có ai học thì comment cái điều gì đó mình vừa học được, hoặc là comment hay quá, hay là không ai học thì mình cũng biết để mình nghỉ thôi. Hello. Hello, hello. Hello. Em thấy khó cái phần là phải trình bày được cái bố cục của cái hình này, cái hình này phải hiểu được, em phải làm được cái bố cục. Ví dụ cái đây là mới cái câu chuyện, cái đơn giản, những cái câu chuyện sau này là nhiều nhân vật nữa, cho nên phải phải biết cái trình bày được cái bố cục. Em nghĩ phần đó là khó nhất đó. Cái bố cục với cái truyện tranh ấy thì nó chỉ đơn giản như này này, mình chỉnh cái tỷ lệ nhân vật làm sao cho nó cân đối. Đấy, thì cái tỷ lệ nhân vật thì nó chỉ đơn giản là cái người nào đứng gần màn hình, đứng gần hơn với màn hình thì nó to, cái người đứng xa thì nó nhỏ, mỗi đơn giản như vậy thôi. Thì cái tỷ lệ nó cân đối, thì chúng ta ví dụ như cái người này nhìn sang bên này thì cái nhìn cái hướng kia, thì cái hướng kia, cái người đứng ở hướng kia là gần hơn hay là xa hơn, thì cái tỷ lệ nó to nhỏ nó mình cảm thấy nó tương đối phù hợp, thế là được. Đó. Đúng không ạ? Ok không?
nó không khó đâu nhá. Rồi bây giờ bạn Long đã hiểu cái cách làm chưa, mình đã có thể Dạ. làm được chưa? Dạ em hiểu mà, em Ừ. hiểu. Ừ. Rồi những anh chị em khác thì sao ạ, mình đã hiểu cách làm chưa ạ? Đấy, dựa trên cái hướng dẫn đó thì chúng ta có thể là tinh chỉnh, có thể chỉnh sửa được cho cái trang của mình không ạ? Chúng ta Mình có thể mình tạo cái một câu lệnh rồi mình biết tất cả cái thứ mình vào với nhau để cho biết nó tự động nó trộn được không anh, nó tự động nó được xử lý được. à, được à, bây giờ mình sẽ thử mic nhé, mình sẽ thử mic nhé. Đây, tuy nhiên khi mà mic ấy, chúng ta sẽ bị một cái đó là chúng ta mất đi cái sự kiểm soát, chúng ta sẽ mất đi cái sự kiểm soát. Tại vì nói ví dụ như này, mình sẽ up lên đây hình ảnh cậu bé, hình ảnh cậu bé đấy chưa? Rồi tải lên cái hình ảnh về cái hàng rào. Có hai cách để chúng ta mix như sau. Cái thứ nhất đó, đó là chúng ta gì ạ, đưa hình ảnh cậu bé vào, rồi cách ra một cái, đưa hình ảnh cái hàng rào vào, cách ra một cái. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ copy toàn bộ cái prompt của cậu bé này nha. Đây. Đấy. Rồi. Ok nha. Đến cái đoạn này này là chúng ta gì ạ? Bắt đầu đưa vào cái câu lệnh là cậu bé này đang làm gì ạ? Đang đóng đinh. Đang đóng đinh lên hàng rào. Đấy. Được chưa? Đấy. Cái hàng rào thì chúng ta có xem là cái hàng rào nó có cái đặc biệt gì không? Đấy, hàng rào gỗ. Nhá, nên cái hàng rào gỗ. Đấy. Được chưa? Rồi, chưa nhấn Enter. Rồi. Cách thứ hai đó là chúng ta chọn là lệnh blend đó. Rồi chúng ta upload hình cái hàng rào lên, upload hình cậu bé lên, được chưa? Đấy, sau đó là chúng ta cái lệnh blend này thì nó không cho tích, nó không cho tích đó. Thì đấy, cái lệnh blend này thì nó không cho tích mà nó ra luôn là tích, nó không có ý nghĩa gì cả. Đây, chúng ta nhìn này, chúng ta đưa hình cậu bé vào, đưa hàng rào vào, nó ok. Nhưng mà làm sao ạ? Nó không ra được cái hình ảnh cậu bé mà đang đóng đinh. Đấy nhá. À, cho nên là cái việc mà chúng ta yêu cầu cậu bé cầm cái búa đóng đinh vào trong hàng rào ấy để mà làm việc này ấy, thì nó khó hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta ghép như lúc nãy. Đúng không ạ? Khó hơn rất nhiều luôn. Ở đây là lệnh blend này. Được chưa ạ? Thì cái lệnh blend này ấy, là nó chỉ đưa vào những cái thứ mà nó mang tính chất tương đối thôi. Ví dụ như này, cái hình ảnh này là cậu bé đang đứng nhìn, cậu bé đứng suy nghĩ thì chúng ta dùng rất ok. Nhưng mà những cái hành động đóng đinh rồi những cái hành động mang tính chất chi tiết ấy thì chúng ta sử dụng nó rất là khó. Đúng không ạ? Ví dụ như là hình ảnh này chúng ta sử dụng để làm gì ạ? À, cậu bé đang đứng suy nghĩ là nhìn vào cái hàng rào. Đấy, ví dụ thế. Thì rất là ok. Được không? Ừ. Thì cái lệnh blend này ấy, thì nó làm sao ạ? Nó cũng không, chúng ta cũng rất là khó để mà điều khiển được cái lệnh mà blend này.
Đấy, cho nên là chúng ta chỉ có mỗi là đưa hai hình ảnh vào, sau đó là nó sắp xếp như nào, đấy là do mình thôi. Mình bảo nó là đứng nhìn vào hàng rào nó cũng không chịu. Đấy, nhưng mà với cái hình ảnh này thì chúng ta có thể điều chỉnh nó để nó đứng nhìn vào cái hàng rào được. Ví dụ như này. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi là gì ạ? Keeping the nail to the wooden face. Thì chúng ta ghi là gì ạ? The back side. Chúng ta sẽ ghi là đứng nhìn. Đấy, đang đứng nhìn vào hàng rào gỗ. Standing looking at. Đó. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ sửa thay vào cái này. Ok nhé. Rồi. Đây. Đây là một cái lệnh plan khác. Đấy, sau khi mà chúng ta điều chỉnh thì nó vẫn ra như vậy. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái hình ảnh này trong những cái đoạn mà cậu bé suy nghĩ, cậu bé đấy, thì về cơ bản nó cũng không khác gì cả, nhưng mà chúng ta hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được. Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái thằng này nhé, thì nó cũng rất là khớp, bởi vì khi mà nó đã blend với nhau ấy thì nó sẽ rất khớp. Đây, ok không? Hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được hình ảnh này, đúng không? Đúng không? Cậu bé đang đứng suy nghĩ về một cái điều gì đó. Đấy, chúng ta có thể lưu vào nhá. Rồi, ở đây nhá, cậu bé đang đứng nhìn vào hàng rào gỗ này. Đấy. Thì ở đây nó cũng ra được cái cậu bé đứng nhìn vào hàng rào gỗ. Nhưng mà sao ạ? Đôi khi cái cậu bé này nó lại nhỏ quá. Đấy. Ví dụ như là cái hình ảnh này thì cái hàng rào nó lại thấp quá. Hàng rào này nó thấp quá. Đấy. Trong khi cái hàng rào mà chúng ta ban đầu ấy thì nó rất là cao. Đấy, hàng rào nó rất là cao này. Nó không thấp giống như cái hàng rào này. Thấy chưa ạ? Nó không có mix với nhau. Hiểu chỗ này không? Nó không có mix với nhau. Đấy. À, chỗ này chúng ta bỏ cái no background đi nhé. Đây, chúng ta bỏ cái no background đi này. Đó, về cơ bản như vậy, bởi vì là chúng ta thống nhất và trung thành với cái hình ảnh ban đầu của chúng ta như này này. Đó, cho nên là chúng ta phải tìm những cái hình ảnh, cái hàng rào nó phải tương đối giống. Ví dụ hàng rào này thì ok này. Đấy, nhưng mà cái hàng rào, ví dụ hàng rào này nhé, chúng ta thấy là gì ạ? Là có những cái cây này, bầu trời mây này. Đấy, thì nó gần giống với cả cái hàng rào ban đầu của chúng ta. Đúng không ạ? Gần giống với cái hàng rào mà ban đầu của chúng ta này. Đấy, có những hàng cây ở phía sau cái hàng rào này. Được chưa ạ? Đó. Thì là ok nhé. Đó. Còn cái này thì nó không giống lắm là không được này. Đây, ở đây là chúng ta bỏ đi cái no background thì về cơ bản thì nó vẫn như vậy. Đó. Thì sau một vài lần chúng ta điều chỉnh thì có thể là chúng ta có thể sử dụng được một vài cái hình ảnh nào đó chúng ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì cuối cùng chúng ta vẫn phải tinh chỉnh, bởi vì tinh chỉnh thì nó sẽ giúp chúng ta nhanh hơn và nó phù hợp hơn. Ok nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ bạn Long làm tiếp đi. Và mình có câu hỏi nào, anh chị em khác có câu hỏi nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi nhé. Thầy xe cái project có ngoài cho em làm tiếp được không ta? Ok, được. Xe này. Mình mới tải về rồi em up lên không? Chứ không phải là xe chuyển tiếp bằng Canva ha. Xe trực tiếp Canva luôn, em vào Canva phát là em nhấn vào làm luôn, thậm chí là em làm trang 7, anh làm trang 8.
Tức là mình phối hợp với nhau cùng làm được luôn. Yeah. Ừ. Em vào em làm đâu anh nhìn thấy đến đến, đến đấy luôn. Đấy, em nhấn vào cái đường link mới gửi trong 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 nhóm ấy. Đấy. Thì với những cái câu chuyện mà những cái dự án lớn mà có nhiều người cùng kết hợp với nhau, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với nhau bằng cách này. Đây là một trong những cái rất là hay của Canva. Nó chúng ta sửa một phát là cái người kia, cái người mà đồng tác giả đồng cùng làm với chúng ta là họ họ nhìn thấy ngay. Nó giống như là Google Doc, Google Sheet ấy. Đó. Này là mình chỉ định hay là ai có link là được? À, thì do chúng ta chỉ định. À, chúng ta có thể chỉ định là ai có link cũng làm được, hoặc là chúng ta chỉ định một vài người nào đó hoặc trong một nhóm nào đó. Dạ rồi, em nhận được rồi nè. Sang cái máy của em một phát, thế là cái máy bên này nó bị mất cái background luôn. Đấy nha. Đây, khi mà chúng ta share này. Đấy. Đấy, thì ngay lập tức cái này background nó phải sửa lại hết này. Đấy. Tức là nó like luôn, nó ly luôn á, tức là hai bên là gần như là như nhau luôn á, nó ly luôn ha. Đúng rồi, nhưng mà nó bị một cái, đấy là những cái ảnh mà mình đã xóa background ấy là nó bị trắng này, nhưng mà thực ra nó đang đang xử lý ở bên máy của em ấy, nó đang xử lý bên máy của em, một tí nữa nó sẽ hết. Đấy đấy, lúc nãy là cái chỗ này đang có cái nền trắng nhé, bây giờ hết rồi này. Đấy, lúc nãy cái chỗ này có nền trắng, bây giờ hết rồi này. Đấy, lúc nãy này chỗ này có nền trắng, bây giờ hết rồi này. Đấy, lúc nãy bên này có nền trắng, bây giờ hết rồi này. Đấy, chỗ này nền trắng rồi, hết rồi. Đấy, chỗ này hết rồi. Đấy. Thì lúc mới đầu ấy, khi mà nó mới nhảy sang cái máy của em ấy, thì nó sẽ bị tình trạng đấy. Đấy, xong nó sẽ hết. Ừ. Rồi, bây giờ Mình em mới bắt đầu chỉnh đi, em bắt đầu chỉnh đi. à hết rồi này. Lúc mới đầu em mở ra thì nó vẫn còn, xong bây giờ hết đúng không? Tự động nó hết đúng Dạ. không? Ừ, rồi ok. Rồi, bây giờ tiếp tục đi. Bây giờ vẽ trang số 7 đi. Trong cái quá trình vẽ, nếu mà mình thiếu cái hình nào đấy thì mình hoàn toàn mình có thể vẽ thêm được. Và làm sao ấy, để mình xong cái trang nào ấy, là mình kết thúc trang đấy luôn. Ví dụ trang này là xong luôn này. Không cần phải chỉnh sửa gì nữa luôn này. Đúng không? Đấy, nhé. Đây, nhìn này, anh chị em nhìn trên màn hình của Huy này, là cái đồng chí bên kia ấy, à, nó đang xuất hiện đây này, giao gas này này, thấy chưa, Nguyễn Quang Huy này, giao gas này, hai người đang cùng này, và cậu ấy chỉ cái con chuột của bạn ấy chỉ đâu đây, anh chị em nhìn thấy con chuột của bạn ấy này, thấy con chuột của bạn ấy không, đấy, con chuột của bạn ấy đang chạy đây này, anh chị em có nhìn thấy không ạ, đấy, con chuột bạn này. Đấy, con chuột bạn này. Đấy, bạn đang sửa này. Anh chị em có nhìn thấy không ạ? Hello. Hello, hello. Có nhìn thấy không? Đấy. Mình nhìn thấy bạn ấy đang 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 sửa đây này. Hay Đấy là hay quá ha. chưa? Đấy. Thế mình thì bạn ấy trong lúc bạn ấy đang sửa trang 7 thì mình sửa trang 8, thế là nó liên tục như vậy. Nếu mà kịch bản của mình đã chuẩn rồi thì cái việc mình làm việc phối hợp kết hợp với nhau nó rất là tiện. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta sử dụng Canva mà không phải là sử dụng là Photoshop hay là các cái phần mềm khác. Canva nó mạnh lắm anh chị em ạ. Canva mạnh lắm. Canva sửa video, Canva làm hoạt hình, Canva làm intro, outro, Canva vẽ, Canva AI, Canva làm đủ thứ được, cái gì cũng cũng làm được hết. Nó nhanh, nó tiện, tất nhiên nó không thể nào bằng những cái phần mềm như là Photoshop được,
nhưng mà nó tiện hơn rất là nhiều, đặc biệt với cái người mới, nó dễ dùng dễ làm. Nó cũng là một phần mềm AI ấy, Nó không là phải là AI ấy mà, đâu. nó là AI mà, Dạ. nó cũng có thể chuyển từ text qua qua hình ảnh được mà. Rồi em làm trang 7 đi. Để xem được các anh chị khác có hỏi gì không nha. Có ai hỏi gì không? Cho anh chị khách không hỏi gì ta, không hiểu thì nói không hiểu nữa, còn biết đường. Chị Phương Xuyên kìa, chị Phương Xuyên có kịch bản và hình ảnh rồi, chị xem nên không hiểu chỗ nào không? Cơ bản thì cũng phải có kiến thức về design, kiến thức cơ bản tí, Đúng rồi. cơ bản tí. Anh chị nào chưa có cái kỹ năng này thì trau dồi kiến thức. Thực ra những cái kiến thức này là những kiến thức nền tảng cơ bản và chúng ta nên nên biết đấy, trong công việc của chúng ta, dù bất kể là chúng ta làm ở lĩnh vực nào, công việc nào, thì chúng ta cũng nên biết những cái thao tác cơ bản này, nó phục vụ cho công việc cực kỳ nhiều luôn. Huy dùng Canva nhiều vô cùng luôn, từ những cái banner quảng cáo bán hàng, những cái banner giới thiệu, rồi những cái bài viết trên blog, trên website, trên fanpage, trên Facebook đấy, rồi là những cái về hướng dẫn sử dụng, rồi làm slide nhiều lắm, cho nên là chúng ta nên biết những cái thao tác đấy để phục vụ cho công việc của mình. Dù là công việc chúng ta làm bất kể lĩnh vực gì thì chúng ta vẫn cần có cái thao tác cơ bản nên biết. Có ai không biết dùng Canva không ạ? Chưa dùng Canva bao giờ không ạ? Có ai chưa dùng Canva bao giờ không ạ? Hoặc là chưa sử dụng một cái phần mềm nó tương tự như Canva? Không có đúng không ạ? Ok, tốt. Hằng ơi, Hằng có đấy, thực hành ấy, thì chúng ta sẽ có gặp những cái vướng, và lúc mà chúng ta vướng ấy, là lúc mà chúng ta cần được sự hỗ trợ nhất. Còn lý thuyết thì thực ra thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp cả đấy, chủ yếu là khi chúng ta thực hành chúng ta có người hỗ trợ ngay lúc đấy thì nó sẽ rất là nhanh, còn nếu mà chúng ta đi qua rồi nó sẽ khó hơn. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm anh chị em một số cái phần lý thuyết về cái phần ghép biên tập nữa đấy. Thì cái việc mà chúng ta đến cái bước 5 là vẽ từng lớp nhân vật như này rồi, thì chúng ta đã được hướng dẫn từ ngày hôm qua rồi, và cái phần biên tập này, ghép ghép chuyện này đấy, thì Huy cũng đã hướng dẫn anh chị em, đó là cái bước 1, đó là chúng ta đưa vào đấy là cái gì ạ, bìa, thiết kế cái bìa, đó. Thiết kế bìa của cuốn truyện. Đấy. Thì thiết kế bìa thì nó lưu ý là dạ là tên tên cuốn truyện, tên cuốn truyện, to, rõ, ngắn gọn, và cái tên của cuốn truyện ấy thì nó dưới 6 chữ, dưới 6 chữ thôi, không nên quá dài, đấy, dưới 6 chữ, đó. Đó, tiếp theo nữa là gì ạ? Là tên tác giả. Tên tác giả. Đó, như vậy là xong cái bìa. Đó. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là thiết kế. Đó, thiết kế dàn trang. Thiết kế các cái trang ở bên trong. Các trang bên trong. Theo cái gì ạ? Theo 7 bước. 7 bước kể chuyện. 7 bước kể chuyện. Đó. Như vậy là chúng ta cần phải thiết kế cái bìa trước. Đến cái bước 3 đó là chúng ta thiết kế cái gì ạ? Cái bìa sau. Cái bìa sau, cái bìa cuối ấy,
cái bước cuối cùng ấy thì chúng ta sẽ thiết kế là tóm tắt cái câu chuyện này, hoặc là lời cảm ơn này, đấy, hoặc là lời tri ân này, hoặc là một cái giới thiệu về tác giả, ok không ạ? Đấy, thì nó có thể là lời cảm ơn, đấy, giới thiệu về cuốn sách, đấy, giới thiệu hay tóm tắt cuốn sách, giới thiệu về nhóm tác giả, giới thiệu về tác giả, đấy, và một vài cái thông tin liên hệ. Nếu mà chúng ta xây dựng thương hiệu dựa trên cái cuốn truyện tranh của mình, đấy, cái cuốn truyện tranh của mình ấy, nếu mà chúng ta chỉ vẽ chơi chơi thôi ấy, thì chúng ta sẽ không có động lực để vẽ nhiều. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng truyện tranh để chúng ta có thể kiếm được tiền ấy, thì đây là một cái ứng dụng cực kỳ tuyệt vời của truyện tranh. Và cuốn truyện tranh ấy, chúng ta sẽ là gì ạ? Nó sẽ là cái name card của chúng ta. Thay vì là chúng ta gửi một cái name card cho cái người bạn của chúng ta ấy, thì chúng ta gửi cho họ một cái cuốn truyện tranh, và đây là cuốn truyện tranh do tôi sáng tác. Đấy, mời anh gì ạ? Mời anh đọc. Đó, thì trong cái cuốn truyện tranh đó nó có thể có những cái bài học mà họ có thể đọc, họ có thể cho con họ xem, hoặc là họ cảm thấy thú vị. Và ở phía sau ấy, nó có cái phần liên hệ của mình. Đấy. Và cuốn truyện tranh này ấy, nếu mà mình có thể viết những cái câu chuyện mà nó liên quan đến công việc của mình. Ví dụ như là chị Hoàng Thu giới thiệu cái câu chuyện của học sinh của chị ấy. Và từ cái câu chuyện đó thì chị nói cho mọi người biết được cái phong cách hay là cái cách dạy học sinh của chị ấy, nó ưu việt như nào, nó hay như nào. Và tự nhiên mọi người tin hơn, mọi người hiểu hơn, mọi người thích hơn cái phong cách của chị ấy. Và mọi người tin tưởng khi mà giao con cho chị ấy, để chị đào tạo. Đấy. Và cái câu chuyện này nó sẽ được lan tỏa từ người này qua người kia. Và đến một lúc nào đó thì nó sẽ đến được cái tay của cái người mà khách hàng hay là cái người đối tác mà chúng ta cần tìm. Đó, thì đấy là cái cơ hội để mà chúng ta gửi cái name card này đi khắp nơi. Một cái điều tiếp theo nữa đấy là gì ạ? Khi mà chúng ta vẽ truyện tranh ấy, đó là lúc để chúng ta gì ạ? Lúc để chúng ta sẽ phải gọi là thể hiện cái niềm đam mê của mình, thể hiện cái trí tuệ của mình. Đúng không ạ? Đấy. Chúng ta thể hiện cái trí tuệ của mình, thể hiện cái gọi là triết lý sống của mình. Được chưa ạ? Lời nói thì gió bay, nhưng mà chuyện thì nó sẽ còn mãi. Những cái bút mực đã viết xuống thì nó sẽ còn mãi. Đặc biệt là những thứ mà đã đưa lên internet thì nó sẽ được lan tỏa và nó sẽ còn được truyền tay nhau bởi rất nhiều cách khác nhau. Đúng không ạ? Cho nên đó là chúng ta gì ạ? Hãy đầu tư thời gian công sức vào tạo ra cuốn truyện để xây dựng nhân hiệu, xây dựng thương hiệu của mình, để mà giúp cho công việc kinh doanh của mình tốt hơn. Bất kể mình đang ở cái công việc kinh doanh là vị trí gì, thì Huy đều nghĩ rằng là cái truyện tranh nó đều có thể ứng dụng được. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta thiết kế ba thứ. Một đấy là bìa, bìa trước, bìa sau và gì ạ? Và cái nội dung. Thì trong cái phần nội dung thì vừa rồi Huy cũng hướng dẫn anh chị em một số cái mẹo, một số cái nguyên tắc để mà vẽ cái truyện tranh rồi. Đấy, và một số cái hướng dẫn ở trong Canva rồi. Ngoài ra thì có một số cái chi tiết, một cái số cái hướng dẫn nữa. Ví dụ như là chúng ta cái bối bối bố cục ấy, giữa cái chữ này, cái chữ, cái người đấy, và cái nền đó, đảm bảo là đừng có quá nhiều chữ nhưng mà cũng đừng quá ít chữ, đúng không ạ? Tức là chữ ở trong truyện tranh nó phải hợp lý. Các cái chữ ở trong truyện tranh ấy thì nó không được quá 20% của cái bức hình đó. Tức là cái tỷ lệ cái chữ ấy, cái khung hình cái chữ ấy, nó không được chiếm quá 20% của cả cái bức hình đó. Ví dụ như cái bức hình của mình là hình vuông đúng không ạ? Thì cái nội dung của cái chữ đó không được chiếm quá 20%. Quá 20% là đã rất nhiều rồi. Nó chỉ chiếm được 10 đến 15% thôi. Đúng không ạ? Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sử dụng cái màu sắc. Chúng ta cần phải thống nhất. Ngoài cái việc thống nhất về phong cách thì cũng phải thống nhất về cái màu sắc để thể hiện của cuốn truyện đó. Ví dụ cái cuốn truyện đấy nó màu sắc là tươi sáng,
hay là đen tối, hay là ám vàng, hay là kiểu cổ điển, hay là kiểu hiện đại, hay là kiểu tương lai, thì cái màu sắc là chúng ta cần phải thống nhất. Đấy nhỉ? Cái tiếp theo nữa là cái động tác cử chỉ của nhân vật khi mà vẽ truyện ấy, thì cần chú ý diễn đạt được cái động tác. Cái này là cái vô cùng khó. Giống như vừa rồi ấy, cái việc mà cầm cái búa để đập vào ấy, thì chúng ta rất là khó để chúng ta vẽ cái hình ảnh này, đúng không ạ? Thì chúng ta đành phải sử dụng cái hình ảnh là cậu bé cầm cái búa và cái đinh như này thôi, nhưng mà nó cũng thể hiện được cái động tác đấy. Nhưng mà khuôn mặt của cậu bé nó phải hơi hơi lạnh lùng, nó phải hơi hung dữ, nó hơi cáu giận một chút, đúng không ạ? Thì vừa rồi nó Huy lấy tạm cái hình ảnh đó thôi, nhưng mà thực tế đúng ra thì mình phải thể hiện được cái cảm xúc khuôn mặt đấy ạ, cái biểu cảm cảm xúc. Đấy là cái số 5, là biểu cảm cảm xúc cái khuôn mặt của nhân vật là vô cùng quan trọng. Đấy chưa ạ? Vì vậy là chúng ta phải vẽ ra được cái biểu cảm. Và để vẽ ra cái biểu cảm ấy, thì chúng ta phải vẽ cái kiểu cận cảnh. Không vẽ full body nữa, mà vẽ cái cận cảnh, vẽ cái portrait ấy, cái chân dung ấy. Thì chúng ta sẽ vẽ được cái cận cảnh là cái khuôn mặt của nhân vật để mà chúng ta thể hiện. Đấy chưa ạ? Cái số 6 nữa, đấy là cái việc mà gì ạ? Upscale lên để cho nó độ nét nó cao ấy, thì vừa rồi Huy hướng dẫn rồi. Cái số 7 nữa là cái góc nhìn và góc máy. À, góc nhìn là gì ạ? Là góc nhìn nhân vật và cái góc máy quay. À, chúng ta tưởng tượng như là chúng ta đang quay phim cái nhân vật đó, thì cái góc máy chúng ta nó phải linh động, nó phải thay đổi. Cũng cùng là cái bức tường đó, nhưng nếu mà cái tranh nào cũng là cái bức tường đó thì nó rất là nhàm chán, đúng không ạ? Đấy. Nếu như mà chúng ta có thể thay đổi được cái góc máy thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Đấy là lý do tại sao cùng một cái background nhưng mà chúng ta lấy cái khung này một chút, xong lấy khung này một chút, lấy khung này một chút, thì nó thay đổi cái góc máy, làm cho cái background nó được thay đổi, nhưng nó vẫn giữ cái style đó, vẫn giữ cái hàng rào đó, vẫn giữ cái màu sắc chung đó, đúng không ạ? Đấy là cái lưu ý tiếp theo về cái góc máy và cái góc nhìn. Cái góc nhìn của nhân vật chúng ta có thể đưa thêm vào những cái từ như là profile of hay là backside. Profile of tức là gì ạ? Nhân vật nó sẽ không nhìn vào máy quay nữa mà sẽ nhìn chỗ khác. Đấy. Còn nếu như mà gì ạ? Look at the camera thì nhân vật sẽ nhìn thẳng vào camera, nhìn thẳng vào người đọc. Được chưa? Nếu mà mình dùng những cái từ là backside thì nhân vật nó sẽ quay lưng với người đọc. Đấy. Kiểu kiểu như vậy. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể dùng nhiều hơn những cái từ như thế bằng cách là gì ạ? Đưa những cái từ bằng tiếng Việt. Ví dụ như là mình ghi hẳn luôn là quay lưng với người đọc. Thì nó dịch ra tiếng Anh là gì? Thì dùng đúng cái từ đấy đưa vào Midjourney thì nó cũng hiểu. Quay lưng với cả người xem thì nó cũng hiểu là gì ạ? Đưa cái lưng ra cho người xem nhìn. Đó. Được chưa ạ? Hoặc là gì ạ? Nhìn sang trái, nhìn sang phải. Đấy. Look to the left hay là face left. Face right, face down, face up. Được chưa? Hoặc là như này, khi mà mình muốn họ nói chuyện ấy, mình nói chuyện là talking đúng không ạ? Hay là discussing là gì ạ? Là trao đổi đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là cái miệng nó không có mở ra được. Thì mình nói gì ạ? Talking và phẩy ra cái, đó là open mouth, miệng mở. Open mouth, miệng nó mở ra. Bởi vì mình nói là talking nhưng mà miệng nó không mở. Thì làm sao ạ? Thì mình yêu cầu miệng nó mở ra. Tức là mình nghĩ tiếng Việt như nào ấy thì mình chuyển sang tiếng Anh đúng như thế luôn. Đúng không ạ? Tất nhiên nó sẽ có cái được, có cái không. Việc của chúng ta đó là phải đưa vào thử nghiệm. Không phải tất cả các công thức nó đều giống nhau. Đây là một vài công thức nó Huy chia sẻ cái ví dụ thôi. Và anh chị em chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải kiểm tra. Bởi vì cái công thức này nó có thể nó đúng với cái phiên bản này, đúng với cái nhân vật này, nhưng cái nhân vật khác đưa vào nó cũng, ví dụ có những nhân vật Huy đưa vào là chữ nó open mouth mà mãi nó không mở miệng nha. Đấy, ví dụ thế. Ví dụ như là khi mà mình muốn nó là gì ạ? Nó nói to. Nhưng mà nó nói to lên mà bạn ơi kiểu kiểu vậy. Thì mình giải thích nó như này. Đấy, thì mình sẽ ghi là shouting, là hét lên. Khi mà mình nói là hét lên thì bắt đầu nó sẽ mở miệng ra và nó trông nó phải to hơn. Đấy, nó phải há miệng to hơn. Đấy. Thì nó có nhiều một cái số cái mẹo như vậy là chúng ta có thể khi mà chúng ta làm ấy thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ hiểu. Nhưng ở đây ấy là Huy hướng dẫn anh chị em cái cách để mà chúng ta tạo ra được nhiều cái động tác khác nhau. Đấy, ngoài những cái mà Huy đã ví dụ để cho anh chị em làm thì Huy sẽ
hướng dẫn anh chị em cách để nghĩ ra những cái động tác, những cái tư thế. Bởi vì này, bởi vì mỗi một câu chuyện nó có vô cùng nhiều những cái tư thế khác nhau. Kể cả là Huy đã cho anh chị em là 50 cái tư thế và 50 cái cảm xúc, nhưng mà chắc chắn là nó vẫn không thể đủ được. Có đúng không ạ? Nó không thể đủ được. Cho nên là mình không thể nào gì ạ? Bảo nhưng mà cái tư thế của em nó không có trong cái bộ bộ này. Thì không có trong bộ này thì mình biết là mình phải làm như nào. Đấy mới là cái quan trọng. Cái thứ mà Huy muốn anh chị em nắm được đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải hiểu được cái gốc rễ của cái vấn đề, để từ đó chúng ta sáng tạo ra và chúng ta không có bị một cái góc khuất, là một cái góc mờ nào. Còn nếu mà chúng ta chỉ học vẹt, là học cái câu lệnh này, học cái câu lệnh, copy câu lệnh, copy câu lệnh này, nhưng câu lệnh nó chỉ đổi phát, bây giờ là mình không muốn câu lệnh, mình đổi cái câu lệnh khác, là mình bắt đầu bị tắc. Đấy, thì mình muốn anh chị em có sự chủ động, có sự sáng tạo ở trong cái việc mà xây dựng các câu lệnh bằng các cái nguyên tắc. Đấy, những cái nguyên tắc, những cái cơ bản. Đấy, và cái cách khi mà Huy sử dụng ấy, như nào anh chị em bắt chước theo cái cách đó, thì đấy là cái gọi là cái công thức, cái hướng dẫn. Ví dụ như là mình suy nghĩ bằng tiếng Việt chuyển thể sang tiếng Anh, đấy là cái công thức, được chưa ạ? Công thức đấy. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng chat GPT để mà gì ạ, để mà tạo ra những câu lệnh cũng rất là ok. Đấy, ví dụ như là cái extension mà bên chỗ Học viện AI đang cung cấp ấy, thì có trong đó có một số cái extension là giúp chúng ta chỉ cần đưa vào cái nhân vật thôi là nó lập tức nó cho một câu lệnh, thì nó chỉ đơn giản là gì ạ? Nó giúp chúng ta nhàn hơn, ngắn hơn một tí thôi, và giúp chúng ta tạo ra những cái nhân vật nó có những cái đặc điểm riêng biệt đấy. Và nếu mà chúng ta thích thì chúng ta sử dụng, nhưng không thích chúng ta yêu cầu nó soạn lại. Thì đấy là một cách để chúng ta tạo nhân vật. Thì giống như hôm qua Huy hướng dẫn anh chị em có ba cách khác nhau để tạo ra kịch bản đó. Và việc của chúng ta đấy là lựa chọn cho mình cái cách nào dễ nhất. Giống như hôm nay là chị Thu ấy có nói rằng là à, chị đang muốn viết cái câu chuyện thực tế, nhưng mà nếu mà mới làm mà mình xông vào mình làm cái nội dung nó khó như vậy thì nó hơi hơi quá tầm. Thì nếu mà mình thấy khó thì mình chọn cách dễ, đúng không? Cách dễ đó là mình chọn kịch bản có sẵn, giống như bạn Long nhỉ, bạn chọn kịch bản có sẵn và cái kịch bản đấy nó đã hay sẵn rồi, và kịch bản nó hay sẵn thì tự nhiên câu chuyện nó sẽ hay. Và với những cái cuốn truyện tranh đầu tay ấy, thì Huy đề nghị là anh chị em hãy sử dụng những cái gì ạ? Những cái kịch bản có sẵn. Được chưa? Đề nghị luôn anh chị em là sử dụng kịch bản có sẵn. Sau khi anh chị em đã nắm bắt được tất cả các cái dạ công đoạn, tất cả các bước, tất cả các cái chi tiết rồi, thì lúc đó chúng ta nâng cấp mình lên. Đấy, đó là gì ạ? Tự tạo ra cái kịch bản cho riêng mình, cho nó chúng ta là gì ạ? Là sáng tạo hơn. Đấy, vẽ cũng sáng tạo hơn, kịch bản cũng sáng tạo hơn. Được chưa? Rồi. Một cái nữa đó là cái tốc độ và nhịp điệu, nhịp độ của câu chuyện. Cái điều chỉnh cái tốc độ, nhịp độ của câu chuyện thông qua cách bố trí cái khung hình, cái kích thước và sự phân bố của các chữ. Như vừa rồi Uy có chia sẻ với anh chị em đấy, đó là những cái bong bóng chữ là chúng ta có thể là gì ạ? Đổi những cái bong bóng chữ, nó không chỉ là nói bình thường nữa mà nó có những cái răng cưa sắc nhọn hơn. Được chưa ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái cảm xúc hồi hộp, căng thẳng, rồi ví dụ là nó hét lên thì cái bong bóng chữ nó phải khác đó, thì cái bong bóng chữ nó thay đổi, nó cũng tạo ra cái sự thay đổi về mặt cảm xúc. Đấy. Rồi thêm vào nữa là cái việc mà zoom ra zoom vào của cái nhân vật nó cũng thể hiện cái cảm xúc. Rồi một cái nữa đó là gì ạ? Đó là cái việc mà mình vẽ toàn cảnh, tức là có những cái cảnh ấy là mình chỉ vẽ có cảnh không thôi. Đấy, có những cảnh ấy thì mình chỉ vẽ nhân vật không thôi. Để làm gì ạ? Để có những cái điểm nhấn. Và từ những cái điểm nhấn đó thì nó sẽ giúp cho mình tạo ra cái mạch truyện cộng với cả gì ạ? Điều chỉnh cái nhịp, cái tốc độ truyện. Ví dụ như này, vẫn là cái câu chuyện này thôi, nhưng mà Huy có thể chia ra nó nhiều trang hơn. Mỗi một trang nó là một câu. Ví dụ như là cậu bé này suy nghĩ là à, mình đóng đinh vào thì mình cảm thấy là nhẹ nhàng hơn. Thì đây là gì ạ? Mình đưa tách ra một trang riêng thì làm có nhịp, cái câu chuyện nó chậm đi và mình có thêm nhiều trang. Nhưng nếu mà mình ghép vào trong cùng một trang, ở bên trên là cái hình ảnh cậu bé gì ạ? Đóng 37 cái đinh, ở bên dưới là cậu bé suy nghĩ, thậm chí là gì ạ? Là hai cái này ghép luôn vào một luôn. Thì làm sao? Thì nhịp độ câu chuyện nó sẽ nhanh hơn. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo nữa, đó là nếu như mà chúng ta sử dụng những cái hình ảnh, những cái nhân vật mà nổi tiếng,
ví dụ như là Iron Man, ví dụ như là Marvel, ví dụ DC Comics, ví dụ như là Doraemon ABC, hoặc là những cái kịch bản, ví dụ như là kịch bản là hạt giống tâm hồn. Thì lúc mà đoạn cuối khi mà chúng ta viết cái lời giới thiệu ấy thì chúng ta nhớ ghi vào đấy cái bản quyền, đó là kịch bản là lấy từ đâu. Kịch bản chúng ta lấy thì là dựa vào trong cái kịch bản là gì ạ? Hạt giống tâm hồn, đúng không ạ? Ví dụ thế. À, chúng ta dựa vào thôi, chúng ta không phải lấy nguyên si. Nếu mà chúng ta lấy nguyên si thì chúng ta lấy là kịch bản là hạt giống tâm hồn, cái câu chuyện là số bao nhiêu, câu chuyện nó tên là gì đó, được chưa? Nhưng mà chúng ta chỉ dựa vào cái cuốn sách hạt giống tâm hồn và một cái cuốn truyện, một cái câu chuyện ở trong đó thôi, thì chúng ta chỉ ghi vào là gì ạ? Kịch bản này, đấy, dựa trên câu chuyện trong cuốn hạt giống tâm hồn, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta tôn trọng cái gì ạ? Tôn trọng bản quyền của tác giả. Cái này ấy, thì mới đầu nó không quan trọng đâu, nhưng khi mà chúng ta vẽ nhiều rồi ấy, thì nó lại rất là quan trọng. Và một cái câu đoạn cuối ở phía cuối thôi, nó sẽ giúp chúng ta tránh được khoảng 50% gọi là gạch đá, 50% gạch đá. Cái điều này Huy đã gặp rất là nhiều lần, đặc biệt là với những cái nhóm lớn. Khi mà mình copy bài viết của một cái của một cái nhóm khác, nhưng mình quên ghi vào một cái chữ là ST, tức là sưu tầm. Mình chỉ cần quên ghi chữ sưu tầm thôi là lập tức là có khoảng độ tầm 20 thằng nó từ cái nhóm bên kia nó sang nhóm bên này, bắt đầu nó ném đá, nó chửi bảo mẹ admin mà bây giờ copy bài, ăn cắp bài của người khác mà có một cái chữ sưu tầm mà cũng không viết được à, là cái loại thế này loại thế kia, bắt đầu nó làm ầm ĩ lên đấy. Thì mình chỉ cần thêm một chữ đây ST thôi là không ai nói được gì, nhưng vì mình quên, mình không đưa cái chữ đấy vào ngay lập tức là bị ăn đòn ngay. Và mạng xã hội thì anh chị em biết rồi, nó gọi là gì ạ? Nó là vô thường, tức là gì ạ? Nó không bình thường. À, chúng ta không thể biết được là nó có điều gì xảy ra, cho nên chúng ta có những nguyên tắc, đấy là tôn trọng cái bản quyền tác giả. Hình ảnh chúng ta lấy nó giống giống hình ảnh của ai đó thì chúng ta cũng gì ạ? Cũng ghi vào. Thậm chí là cái phong cách vẽ truyện, chúng ta ghi vào phong cách vẽ truyện tác giả ABC đó ạ, chúng ta ghi vào thì nó sẽ rất là yên tâm rồi. Đấy, cuối cùng khi mà chúng ta hoàn thiện cái cuốn truyện thì chúng ta hãy làm cái việc này, đó là đọc thật kỹ cái cuốn truyện của mình, đọc giống như là một cái người xem, không phải là cái người tác giả nhé. Mình đọc để làm gì ạ? Đọc để soi, không phải đọc nội dung, không cần quan tâm nội dung nữa, mà bây giờ đọc từng chữ để soi. Soi cái gì ạ? Soi về chính tả, soi giờ chấm câu, chấm phẩy, được chưa ạ? Soi về những cái hình ảnh, soi về những cái lỗi nhỏ nó chưa chính xác đấy, để mà đạt được cái kết quả tốt nhất. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ gửi cho một số người bạn của chúng ta để họ kiểm duyệt, để họ xem trước, để họ đánh giá, được chưa ạ? Và khi họ đánh giá thì sẽ có những cái phản hồi, và việc của chúng ta đó là cảm ơn họ, không cần phải giải thích, bởi vì sẽ có những cái thứ mà họ góp ý nó đúng, có một số thứ mà họ góp ý nó cũng không đúng. Thì cái nào chúng ta thấy họ góp ý đúng thì chúng ta sửa, cái nào mà họ góp ý không đúng thì chúng ta cảm ơn. Ok không ạ? Bởi vì có trường hợp như này, khi mà chúng ta gửi đi góp ý thì khi họ góp ý thì chúng ta cãi bằng được. Và khi mà cãi bằng được thì sao ạ? Họ ếch góp ý nữa và họ ếch trời với chúng ta nữa. Đấy, họ quay ra họ là gì ạ? Họ tẩy chay chúng ta luôn. Đó, thì khi mà họ góp ý thì việc của chúng ta đó là không cãi. Không cãi, tuyệt đối không cãi. Cái nào mà chúng ta thấy đúng rồi, cái này là gì ạ? Là đúng thì chúng ta gì ạ? À, chúng ta sửa, cái nào mà không đúng thì ta không sửa. Trừ cái trường hợp như này, trừ trường hợp là chúng ta là những người bạn với nhau và cái người bạn chúng ta góp ý không đúng, bởi vì họ không có kiến thức nhưng họ vẫn cứ thích thể hiện, hoặc là họ họ không phải thích thể hiện, họ giúp muốn giúp chúng ta nhưng chính bản thân họ cũng không hiểu. Huy có gặp trường hợp này rồi đấy, cái người mà cũng ít đọc truyện tranh nhưng mà rất thích góp ý đấy, thì Huy lúc đấy Huy chỉ đơn giản như này, Huy copy khoảng độ tầm 30 cái trang truyện tranh ở 30 cái truyện tranh khác nhau ở trên thế giới. Huy copy cái hình ảnh này Huy gửi cho họ, Huy bảo đây này, cái nguyên tắc làm truyện tranh nó là như thế này, chứ không phải giống như em nói. Đấy, như vậy là gì ạ? Là mình đánh giá là họ không biết, họ không đọc truyện tranh nhiều, nhưng họ họ lấy cái kiến thức của họ ở trong cái thứ khác, ở trong cái truyện chữ. Đấy, xong rồi họ áp vào truyện tranh thì có thể nó sẽ không đúng. Thì cái trường hợp này là nếu như mà mình muốn giúp họ, nếu mình muốn giúp họ thì mình dạ mình phản hồi cho họ rằng là à, cái này là đúng, cái này là sai, cái này em nói đúng này, cái này em nói sai này. Đấy, thì cái đấy là mình
mình quay ra, mình quay trở lại, mình giúp họ, vì họ cũng phải là cái người mà gì ạ, đón nhận đấy, họ cũng phải là người đón nhận, họ cũng phải là người biết ơn thì mình mới đóng góp tiếp. Còn nếu không thì sao ạ? Nếu mà họ cảm thấy khó chịu, họ bực mình thì sao? Thì mình dừng lại, không không có gì ạ, đóng góp nữa, mình cũng không trả lời nữa, và mình cũng chịu, vẫn trân trọng cảm ơn những cái sự đóng góp của họ, kể cả đóng góp của họ là đúng hay sai. Bởi vì khi họ đóng góp cho mình là lúc mà họ đã muốn giúp mình. Còn tất nhiên họ giúp mình được đến bao nhiêu, cái trình độ khả năng của họ đến bao nhiêu thì tùy vào mỗi người, không phải ai cũng có thể là gì ạ, đưa ra lời khuyên được, và không phải lời khuyên nào thì chúng ta cũng phải sửa, đúng không ạ? Nhá. Rồi, đấy là một số cái lưu ý để chúng ta hoàn thiện cái cuốn sách của mình. Đó, được mắt ta ra mắt người. Khi nào mà chúng ta phải ưng ý 100% thì ra ngoài nó rơi rớt nó còn 30 40% là vừa. Chứ còn chúng ta mà nhìn mà không ra ấy thì đến lúc sau người đọc người ta chê ấy, là lúc đấy mình buồn lắm. Đấy, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta hãy cố gắng hết sức và đừng phải giải thích gì cả. Đừng đừng để người khác phải chê. Đấy, tất nhiên là hoàn thành thì hơn hơn hoàn hảo. Mặc dù chúng ta cố gắng hết sức nhưng chúng ta cũng phải có cho mình một cái deadline để chúng ta hoàn thành. Ví dụ như này, một số anh chị em ngày hôm nay không thực hành và không làm được cái cuốn truyện tranh của mình. Thì Huy có một cái deadline dành cho tất cả anh chị em. Anh chị em có sẵn sàng nhận một cái deadline để mà chúng ta gọi là tiếp tục gặp nhau thêm một buổi nữa không ạ? Huy sẽ có một cái buổi nữa để chữa bài cho tất cả anh chị em. Nhưng chỉ với trường hợp đó là anh chị em phải hoàn thành cái câu chuyện của mình. Đúng ra cái khóa này nó sẽ chỉ có 2 buổi thôi, 2 buổi Zoom thôi và một số cái video đã được quay sẵn, được chưa ạ? Tuy nhiên thì với cái khóa này, với lớp của mình thì nó sẽ hơi chậm hơn so với các lớp khác. Đồng thời là Huy cũng thấy rằng là anh chị em cần thêm những cái thời gian để mình thực hành. Cho nên là Huy sẽ dành cho anh chị em một buổi nữa. Bao nhiêu anh chị em muốn có một buổi nữa để Huy sửa cái câu chuyện cho anh chị em từng cái nét một, từng cái câu lệnh một, từng cái chi tiết một, thì anh chị em comment xuống là tôi muốn, đúng không ạ? Nếu anh chị em muốn là chúng ta sẽ có thêm một buổi nữa để mà Huy hỗ trợ anh chị em hoàn thành cái cuốn truyện mình một cách gọi là tốt nhất thì hãy comment xuống là tôi muốn ạ. Còn nếu anh chị em không muốn thì cũng không sao. Thì Huy cũng sau cái buổi hôm nay là Huy cũng hoàn thành cái trách nhiệm của mình rồi. Đấy, tuy nhiên thì như ban đầu Huy nói đó là Huy mong muốn là những học viên sau khi mà tham gia cái lớp học này thì chúng ta phải ra được một cuốn truyện, kể cả ngắn kể cả chưa hay thì cũng phải ra được cái cuốn truyện cho riêng mình đó. Và với cái mục tiêu như vậy cho nên là Huy sẽ mở thêm một cái buổi nữa đó, dành cho anh chị em, để anh chị em chúng ta sau khi hoàn thành cái cuốn truyện này thì chúng ta sẽ có một cái buổi ngồi với nhau để mà chia sẻ cái câu chuyện của mình, đồng thời sẽ nhận sự góp ý của những người bạn. Đó, khi mà chúng ta góp ý cho người khác thì đấy là lúc mà chúng ta cũng soi lại chính cái câu chuyện của mình, đúng không ạ? Nhá. Đấy thì về cái lịch của cái buổi tiếp theo như nào thì Huy sẽ nhờ bạn trợ lý Trần Phương. Trần Phương sẽ sắp lịch và sẽ thông báo cho mọi người. Thì Huy cũng không biết là cái lịch của Huy nó là cái như thế nào để cho nó hợp lý. Thì có thể nó sẽ vào cuối tuần này hoặc vào đầu tuần sau nhá. Và có thể nó sẽ vào buổi tối và ban ngày, thì thông thường buổi tối thì Huy cũng khá là bận rồi thì có thể nó sẽ diễn ra vào ban ngày, thì cái này thì sẽ sắp xếp và Trần Phương sẽ thông báo cho tất cả anh chị em. Anh em đồng ý không ạ? Nếu mà đồng ý thì comment xuống đồng ý nhé. Đấy thì Huy xin kết thúc cái phần chia sẻ của Huy ở đây. Anh chị em chúng ta cứ tiếp tục thực hành, và anh chị em nhớ thêm cái điều này này. Huy tiếp tục hỗ trợ anh chị em trong cái lớp này 1 tháng tiếp theo. Anh chị em nhớ này. Huy tiếp tục hỗ trợ anh chị em 1 tháng tiếp theo cho đến khi anh chị em hoàn thành được cuốn truyện. Nếu anh chị em hoàn thành trong cuốn truyện trong vòng 2 ngày, Huy hỗ trợ anh chị em hoàn thành cuốn truyện là xong. Được chưa ạ? Còn nếu như mà anh chị em 2 ngày không xong, 2 tuần không xong, 3 tuần không xong, Huy vẫn tiếp tục hỗ trợ. Tức là anh chị em mình khi mà mình hoàn thành cuốn truyện, mình gặp cái khó khăn gì, mình gặp cái vướng mắc gì, chúng ta hoàn toàn có thể hỏi lên nhóm hoặc chat riêng với Huy. Được không ạ? Huy sẽ hỗ trợ anh chị em trong vòng 1 tháng tiếp theo để anh chị em đảm bảo mục tiêu là hoàn thành cái cuốn truyện này. Được không ạ? Còn nếu mà anh chị em mà 1 tháng anh chị em vẫn không làm, anh chị em vẫn không hỏi thì đây không phải là cái trách nhiệm của Huy nữa, đúng không ạ? Mà đến đấy thì là cái vấn đề của chúng ta thôi. Ok không anh em? Nếu mà đồng ý, anh em đồng ý comment số 1 ạ.